Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung bài viết Chí phèo thời hiện đại, tác giả Peter Ford. Sau đây là nội dung chi tiết. Tết này, các nông hộ uống rượu, nhấm nháp, rung đùi, đọc, chém theo chiều gió. Nhưng khổ nhất là Putin. Đông về giá lạnh, lại nuôi 10 vạn quân vật vờ ngoài biên thùy mà gan dạ như lửa đốt. Putin đã triển khai hơn 100.000 quân và thiết bị hạng nặng ở biên giới Ukraine. Nếu Putin phất quân tấn công, có lẽ chỉ trong một tuần chiếm gọn Ukraine. Nhưng nếu Mỹ tham chiến, tình hình lại hoàn toàn khác. Biden ngủ gật, một mặt nói là không tham chiến, một mặt lại bí mật đưa 4.000 quân Mỹ vào Ukraine. Đây có phải là cạm bẫy đặt ra cho ông Putin chăng? 4.000 lính Mỹ liệu có chống chọi nổi 100.000 quân Nga không? Lão cho rằng trong chiến tranh hiện đại, vũ khí là điều tiên quyết chứ không phải là quân số. Vậy sức mạnh quân sự của Nga so với Mỹ như thế nào? Đây cũng là nhiều điều mà người ta Đây cũng là điều mà nhiều người muốn biết. Trung Quốc trong mấy năm gần đây liên tục nhập khẩu vũ khí từ Nga. Dân mạng Trung Quốc đa số cho rằng Putin đại đế là hiện thân của kẻ mạnh, và thậm chí về khoa học công nghệ và sức mạnh quân sự của Nga, dù không thể bắt kịp Hoa Kỳ nhưng cũng gần bằng nhau. Theo tôi, nếu như Nga so với Mỹ thì cũng như so với Campuchia với Việt Nam. Nếu oánh nhau, Campuchia liệu sôi nổi Việt Nam không? Sự khác biệt thực sự lớn đến mức nào? Hãy lấy một cuộc đụng độ để phân tích. Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai hoặc chiến tranh Lưỡng Á là một cuộc xung đột vũ trang ở khu vực Nagorno-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2020. Trên thực tế, đây là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giành quyền bá chủ trong khu vực. Nó cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu về cấp độ của các loại vũ khí do Nga sản xuất. Armenia có sự hỗ trợ hoàn toàn của Nga và hai nước thậm chí đã tổ chức các cuộc tập trận chung trước chiến tranh. Azerbaijan cũng chủ yếu là vũ khí do Nga sản xuất, nhưng lại có đại ca là Thổ Nhĩ Kỳ đứng sau, đã cung cấp cho nước này một số lượng lớn chiến đấu cơ TB2 không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Kết quả là, sau 40 ngày giao tranh đẫm máu, với 6.500 thương vong cho cả hai bên, Armenia đã phải chịu thất bại thảm hại và bị mất đi khu vực Nagorno-Karabakh đã giành được trong cuộc chiến 1988 đến năm 1994. Theo đánh giá của các nhà quan sát, việc Azerbaijan sử dụng ồ ạt máy bay chiến đấu không người lái TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ là nhân tố chính dẫn đến chiến thắng, phá hủy số lượng lớn thiết bị quân sự trị giá 1 tỷ đô la và vô số binh lính của Armenia. Trong khi đó, Armenia đã bắn một số lượng lớn tên lửa do Nga sản xuất, nhưng hoặc là bắn trượt mục tiêu hoặc là tên lửa xịt không nổ. Bạn phải biết rằng máy bay chiến đấu không người lái Bekata TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ còn thua xa máy bay chiến đấu không người lái của Mỹ về công nghệ và sức mạnh. Đây chỉ là loại máy bay không người lái cỡ trung bình và giá cả phải chăng với các chức năng do thám và tấn công cơ bản, không thể so sánh được với máy bay không người lái cao cấp do Mỹ sản xuất. Một chiếc TB2 có giá 5 triệu đô la, trong khi MQ-9 Reaper chiến đấu cơ không người lái cấp thấp của Hoa Kỳ có giá là 32 triệu đô la. Như so sánh một chiếc Toyota với chiếc ô tô Mercedes-Benz cao cấp. Vậy mà chỉ một loại máy bay không người lái cấp Toyota đã hạ gục Armenia và Nga là đứng sau lưng chống lưng, khiến Nga phải chịu một trận thua nhục nhã và sau đó ra mặt thuyết phục Armenia chấp nhận thất bại. Nếu máy bay không người lái cấp siêu Lamborghini do Mỹ sản xuất tham chiến cùng với máy bay chiến đấu tàng hình F-22, F-35, máy bay ném bom tàng hình B-2 và tên lửa hành trình thông minh tàng hình, liệu vũ khí của Nga có còn cơ hội khai hỏa? Hai năm trước, vào tháng 2 năm 2018, ít nhất hai đội lính đánh thuê thuộc công ty Wagner của Nga và hơn 1.000 quân Syria dưới sự yểm trợ của xe tăng, xe bọc thép
và pháo binh đã tiến hành một cuộc tấn công vào mỏ dầu Omar, nơi có 24 lính đặc nhiệm Mỹ đang đóng quân. Lính đánh thuê Nga là quân chính quy bởi công ty Warner không tuyển tân binh. Quân đội Mỹ lúc đó đã khẩn cấp liên lạc với một sĩ quan của Nga và nói rằng có lính Mỹ trong dầu đỏ. Quân đội Mỹ lúc đó đã khẩn cấp liên lạc với sĩ quan liên lạc của Nga nói rằng có lính Mỹ trong mỏ dầu nơi quân Nga chuẩn bị tấn công. Sĩ quan liên lạc Nga nói rằng Nga không có quân lính trong khu vực đó. Quân đội Mỹ hỏi lại, bạn có chắc không? Vậy thì chúng tôi không phải đối đầu với quân Nga. Sĩ quan liên lạc của Nga khẳng định một lần nữa. Sau đó, Mỹ phái một pháo đạn AC-130, hai chiếc Boeing AH-64 Apache và ba chiếc máy bay tiêm kích chim săn mồi và chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Nhắc lại là 1 giờ đồng hồ đã tiêu diệt toàn bộ vũ khí hạng nặng của quân đội Nga, xóa sổ toàn bộ hai đại đội quân Nga và hơn 1.000 quân Syria do quân Nga chỉ huy. Đoạn ghi âm quân đội Nga khóc lóc và la hét trên mặt điện đàm đã được công bố ngay sau vụ việc xảy ra. Nếu 100.000 quân Nga ở biên giới Ukraine mà gặp phải quân đội Mỹ, đó sẽ là một cuộc thảm sát nghiêng hẳn về một phía rất đẫm máu. Một lần nữa, tôi nhắc lại, quyết định thắng lợi của chiến tranh hiện đại bây giờ là vũ khí, không phải là quân số. Vậy tại sao Putin dám thách thức NATO mà NATO lại không dám đối đầu trực diện? Việc châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí đốt của Nga là chỉ là bề mặt. Tôi đảm bảo rằng, sau khi NATO nện cho Nga một trận và chinh phục nước này, họ vẫn có thể mua khí đốt thiên nhiên từ Nga với giá có thể rẻ hơn. Lý do thực sự và duy nhất là Nga là một cường quốc hạt nhân. Đó cũng là lý do duy nhất tại sao Putin dám cứng đầu, cứng cổ với NATO. Nhưng lần này, Putin đã đóng vai chí phèo thời hiện đại, buộc trên mình đầy mìn dọa kích nổ. Tất nhiên là Tây Âu không muốn sự chết chóc này xảy ra. Nhưng có một ông bạn thân Mỹ của ông Nghị Tây Âu nói, nếu anh chịu đựng một chút, tôi sẽ cho đó là một bài học để từ sau nó bỏ cái thói bắt nạt kẻ yếu hoặc là người lịch sự. Thái độ của Biden là vậy, cứ ngủ gà ngủ gật nhưng lại không như thật, khiến cho Putin dọa không đúng chỗ. Đàm phán thì không có kết quả, đánh thì sợ bị mai phục, sợ bị đòn như là từng bị, rút lui thì danh tiếng quét đất, mất mặt với dân mình. Chỉ riêng GDP của Mỹ đã gấp 16 lần Nga và sức mạnh quân sự của Mỹ gấp 50 lần Nga. Mỹ có công nghệ chống tên lửa cực kỳ tiên tiến tích hợp trên biển, đất liền, trên không và vũ trụ. Nhiều địa điểm trọng yếu trên thế giới đã triển khai các radar và vũ khí chống tên lửa của Mỹ. Nếu Putin phát động chiến tranh hạt nhân, châu Âu sẽ hứng chịu tai họa khủng khiếp. Mỹ có thể chết hàng trăm nghìn, nhưng mà chắc chắn Nga sẽ bị xóa sổ trên trái đất này. Vậy thì Putin có dám phát động chiến tranh hạt nhân không? 100% chẳng dại gì mà tự xóa sổ mình. Bây giờ NATO không nhượng bộ với Putin và sẵn sàng trơ một cuộc chiến thông thường với Nga. Nga đấu đầu với các thành viên NATO bao gồm Anh, Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha, Canada, Đan Mạch, Hà Lan, Iceland, Na Uy, Ý đã quá khứt, lại còn là một siêu cường là Mỹ đứng sau thì chắc chắn là ốm đòn. Lúc này, người đứng ngồi không yên không phải là Biden, không phải là Zelensky mà là Putin, bởi anh ta đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đánh cũng không được, lui cũng không được. Đánh mà chiếm được Ukraine thì giữ cũng không được, còn bị đòn bao vây kinh tế nghiệt ngã của Mỹ và phương Tây. Dân Nga đói quá cũng sẽ làm cách mạng. Putin sẽ bất lợi. Mà nếu Mỹ ra tay thì thua và rút quân về thì bị nhục. Hình ảnh người hùng Putin đại đế trong lòng dân Nga sẽ không còn nữa. Putin thực sự là định dọa nhưng lại bị NATO đẩy mình lên hổ của năm dần. Bây giờ xuống thế nào đây? Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Chí phèo thời hiện đại là bài viết của tác giả Peter Ford. Đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.